Chào các em, đây là anh Tài đấy. Bây giờ anh đang ở thằng cái trường nó dạy người ta để cải ngựa đó ở bên Bangkok. Đây nè. Sao thằng con nên dí mà thằng con ở đây. Sao thằng nhỏ con gái mình bệnh đó, nó đang anh đang cho nó vô lớp để nó học lái ngựa anh sao nè. Ok, để nó biết. Thì nhỏ con gái anh bệnh, đang đi bộ. Đó. Thì đó là tụi em nhiều đứa hỏi anh đó là cốt mà con của anh đó, nó không có đi học đó, thì đó là ở nhà nó học gì đó không? Thì đó, lý do anh cho tụi nó học cái này đó không? Để cho tụi nó biết giống như sao. Ok. Để cho nó trải nghiệm đó, để nó biết. Tại vì trong tương lai đó, anh không biết là nó thích cái gì. Nó không biết tụi nó thích cái gì đó không? Mà sao anh cũng không biết là tụi nó muốn làm cái gì. Bởi vì là anh chịu cho tụi nó học liền bây giờ. Okay. Anh cho tụi nó học liền bây giờ đó, để trong tương lai đó, để nó có trải nghiệm đó, để nó biết. Okay. Thì là mỗi một đứa đó, thì đây lần đầu tiên tụi nó cưỡi ngựa. Hey, vô. Ita, vô. Okay. Is this? We've got seats over here. Oh yeah, so it's out of the sun. Hey, go sit with Uncle Chuck. Go sit with Uncle Chuck. Thì anh không biết là tụi nó sau này tụi nó lớn lên tụi nó muốn làm gì, mà liền bây giờ anh có cơ hội đó, anh cho nó trải nghiệm thử để cho tụi nó biết. Ok. Thì anh chấp anh cũng ngồi để anh xem thử để nó học hỏi luôn. Còn mấy đứa nhỏ kia của anh ở đây nè, nó cũng ngồi nó coi luôn nè. Ok. Đó. Thì anh cho nó trải nghiệm gì đó để sau này nó biết á, để cũng nó lớn lên đó thì nó muốn mà có cái mà ước mơ nào, cái mà đam mê nào đó thì anh sẽ mà giúp cho nó. Chứ anh không muốn nó vô trong trường đó rồi xong nó bị ép đó, nó học mấy cái vấn đề mà nó không có giúp cho nó. Thì cái lý do mà anh làm này nữa không? Thì cái đó là một cái lý do đầu tiên. Cái lý do thứ hai đó, ok, cái lý do thứ hai đó mà anh cho tụi nó học này đó, để cho nó tự thực tế đó, nó biết được. Okay. Để tụi nó biết thực tế được. Mình đang dạy xong rồi mấy người kia mặc áo màu ông thầy thì màu đỏ. Okay.
đang ỉa nè. Okay. No. He says take your hand off so you feel comfortable. Nó muốn mấy đứa nhỏ mà không có xài tay đó. Try it, Max. So you learn how to balance. Thằng thầy màu đỏ đó thì đó là nó muốn mấy đứa nhỏ không có cầm tay, như nhỏ gái nó không có cầm tay để cầm con ngựa đó không? Nó làm gì để cho mình đừng có sợ. Okay. Tại của mình sợ đó. Max. Open your hands, Max. Không, thì nhờ nó muốn mình là đừng có sợ hãi đó. Tại của mình sợ hãi, mình làm con người nó sợ hãi luôn. Không, thì nó muốn mình đưa tay đó. Thì ý nó muốn mình làm luôn là mình biết ba lăng đó trên con người anh sao à, không đó. Hey, lift your hands up, Max. Đó, không, thì lúc mình mới cãi đó thì mình sợ hãi đó, không, nó ông thầy đó. Thì cái này đó, em để ý bông là anh không có biết cởi ngựa anh sao. Thì đó là anh đem nó vô trường cho anh ta dạy nó, không? Xong rồi anh để cho tụi nó dạy chứ anh không có mà xíu vô làm gì. Như tụi nó không có hiểu tiếng rõ đó thì anh lên tiếng lên bông. Đó, không, như nhỏ gái anh nó đang cầm cái đây nó không có sợ đó, còn thằng trai thì nó hơi sợ. Good job, Tina. À, không, bây giờ thằng trai nó hết sợ rồi đó. Không. Hold your waist, Max. Đó, không. Thì thấy không, cúp mình mới lên nên nó sợ hãi. Xong bây giờ đó, thầy nó dạy cho tụi nó đó bông. Thì đó là tụi em thấy đó bông. Là cúp mình ra ngoài đời đó, mình sợ cái gì đó. Okay. Mình sợ gì đó. Là tại vì mình không, trung bình đó là tại mình không biết. Thì cúp mà có người ta mà chuyên nghiệp đó, người ta biết đó, thì người ta dạy lại cho mình đó. Thì đó là mình sẽ bắt đầu hết sợ, thấy không? Đó. Bây giờ thầy nó kêu tụi nó bông là đưa tay ra. Hey, don't touch the sand. Đó. Đó. Không. Không, thằng này thì nó vẫn còn sợ chút xíu, thằng tay nó vẫn còn đụng cái đùi nữa đó. Còn nhỏ gái thì nó hết sợ nữa rồi. Thì đó là không, nhỏ gái bây giờ nó bỏ tay trên cái đầu nó, cái nón của nó đó. Xong rồi thằng con trai thì nó vẫn hơi sợ đó, không sau lưng nữa. Không, thằng nhỏ gái thì nó bỏ tay trên đầu nó, còn thằng con trai thì nó hơi sợ. Không, xong giờ thầy nó nói bây giờ để tay trên vai mình. Rồi đó. You like it, Tina? Không. Không, nhỏ gái nó thích lắm. Không. Đó. Thằng trai bây giờ nó cũng hơi gan chút nữa không. Thì đó, tụi em để ý cái bông là cũng mà con nít á, nó lớn rồi nó không biết sợ hãi. Nó không biết sợ hãi là gì. Thì đó, là người lớn đó, mình là người lớn đó, mình dạy cho nó sợ hãi. Còn nít đó, nó không biết sợ hãi là gì. Con nít đó, ông trời sanh ra nó chỉ biết sợ hãi hai cái vấn đề thôi à. Một cái là nó sợ cái tiếng mà lớn tiếng, với lại nó sợ là té. Thì á, cái đó là ông trời sanh ra là mít nó sợ cái đó rồi. Từ lúc mà đứa bé đó, phải không? Là nó sợ cái gì lớn tiếng, với lại mình sợ cái cảm giác mà mình té, phải không? Thì bây giờ đó, còn ngoài đó nó không có, mít nó không có biết sợ gì chứ. Bởi mình phải huấn luyện cho nó. Bây giờ thằng thầy màu đỏ đó đang huấn luyện cho nó đứng lên cho con ngựa, phải không? Đang đứng lên đó để nó đừng có sợ. Đó, đứng lên xong ngồi xuống, đứng lên ngồi xuống. Đó, lên, đứng lên xong ngồi xuống. Đứng lên, ngồi xuống. Thì đó là cho mấy đứa vợ anh với anh Chop Chop này, với mấy đứa nhỏ này nó cũng coi luôn đó. Để nó đừng có sợ hãi. Đó, không, thì đó, bây giờ đó nó bắt mấy đứa nhỏ đó là của mà ngựa đang đi đó, thì mấy đứa nhỏ đó đứng lại xong ngồi xuống, đứng lên ngồi xuống.
thì tụi em cũng thấy đó. Đó, đứng lên xong ngồi xuống, đứng lên ngồi xuống, đứng lên ngồi xuống. Đó, đứng lên ngồi xuống, đứng lên ngồi xuống. Stand up Max, stand up. Thật ra anh ở bên Mỹ đó, tụi em cũng biết đó, anh với anh hai của anh nó vượt biên qua bên Mỹ đó. Em tỉnh. Thật ra anh em mình vượt biên qua bên Mỹ đó, xong mình ở bên tiểu bang Texas đó, bông dân cowboy đó bông. Mà đó giờ mình chưa cưỡi ngựa, xong bây giờ mình về Thái Lan, xong rồi mình mấy đứa nhỏ mình, mấy đứa con của em nó mới biết cưỡi ngựa. Look at your daughter, babe. Stand up. Let me see you stand up, Tina. That's it. Come on, Max. Strong legs, Max. Don't be scared, Max. Thì đó là anh đứng bên này đó, anh la cho nó mà đừng có sợ hãi. Không, mình không ủng hộ nó. Ông như ở Việt Nam mình á thì mình thường á dạy cho bà con ta ưa, dạy cho con của bà con ta ra ngoài đời á sợ hãi đó bông. Còn anh á, anh không thích cái đó. Anh sợ cho con, anh thích dạy cho con của anh á để nó gan dạ, để sau này nó ra nó không có sợ ngoài đời. Ờ, ok, giờ nó muốn là cầm một tay trên con ngựa, xong một tay đứng lên. Đó. Đó, một tay để một tay ở trên dinh địch á, bên hông đó, rồi xong cầm ngựa một tay xong rồi đứng lên. À, bây giờ phải giơ tay ra thì á là nó làm hết trơn mày á, để cho con nít nó đừng có sợ hãi. Rồi jump on one bên. Hey, watch it. Don't let him fall forward because he's sitting on the edge. Or at least sit next to him and put your hand there. Chop. So sit next to him. Yeah. That's it. Stand up. Oh. Thì đó giờ anh chưa cưỡi con ngựa lần nào không? Mà anh cũng thấy rằng là nó cũng hơi khó hơn là anh tưởng tượng đó. Thì dĩ nhiên cái gì mà mình không biết làm đó, tụi em nhớ nha, mình không biết làm đó thì nó dĩ nhiên nó khó khăn rồi đó. Không, còn của mình biết làm rồi bông thì mình không thấy nó khó khăn nữa, mình không sợ nữa. Thấy không? Đó, xong bây giờ nó dạy mấy đứa nhỏ banh tay ra. Come on, Max. You can do it, Max. Hey, well, why don't you bring him over here out of the sun, babe? Like, you got your sons? Oh. Oh, nó chậm nách. Để tay trên cái bụng nó, rồi xong rồi nó đứng rồi. That horse got a big butt, Tina. Thì anh chịu đầu tư tiền vô cho nó, tụi nó làm cái này đó, nó học mà cưỡi ngựa này đó, để cho nó trải nghiệm, để cho nó biết. Thì cái giá cả đó, tụi lấy cái máy tính ra để tính thử đây, 1.500 cho mà
mỗi đứa là nhiêu? 1.500 chia cho 33. 1.500 chia cho 33 là nhiêu? 45. Ok. Xong nhân cho 23.000 á. Một triệu bốn mấy ngàn hả? Ok. Thì đó là cái giá mà tụi em muốn biết đó là cái lớp này, cả người này nó bao nhiêu đó. Thì đó, mỗi một đứa đó thì nó tốn hết là 1.300 baht. 1.300 baht cho mỗi một đứa. Để thuê mỗi một con ngựa đó, với thuê mấy người thầy giáo nè. Rồi xong rồi đó, để cuốn mà nó ngang xong anh chỉ tụi em cái này nữa. Thì 1.300 baht, baht là tiền của Thái Lan đó. Xong rồi một đôi giày đó, nó phải thuê đó là hết 100 baht. Rồi xong cái nón nó hết 100 baht. Không, đôi giày này hết 100. Thì cái nón hết 100. Thì đó, mình cộng 1.300 baht tới giày với cái nón mũ á, hết 200 á. Thì đó là hết 1.500 baht. Thì cái đó dịch ra tiếng đô la đó. Tiền đô la thì hết 45 đô la, xong dịch ra tiếng tiếng Việt á, ok, tiếng Việt á thì á là hết 1.040.000 đồng. Thì cái đó là cái phí để cho mà thuê ba người thầy giáo này với hai con ngựa này cho một tiếng đồng hồ cho mỗi đứa với mấy con ngựa. Thì cái nhỏ đứa con gái của anh đó nó cười mà cười muốn bể bụng luôn, tại nó don't be afraid Max, be brave. Thằng trai thì nó hơi sợ hãi một chút, đúng không? Còn nhỏ gái thì nó cười te tua chứ. It's okay Max, but just hold on. Thằng trai nó làm gì vậy? Không, thấy không, tụi em thấy không, nhiều khi mình bỏ hai đứa con mình ở trong lớp gì không, một đứa thì là nó ngựa nó đi lắc tùm lum như thế, nhỏ gái thì nó cười sùm hết trơn á, còn thằng trai á không thì là nó là nó sợ hãi chứ, thấy chưa? Đấy. Không, thì, I said, come on Max, you got it. Không, nhỏ này thì nó thích. Không, nó vừa cởi xong nó đứng vậy không? Nó còn cười, nó còn đứng lên, nó ngồi xuống, đứng lên, ngồi xuống, thấy không? It's easy, Max. You got it. Just put the stirrups under you. Đó, không. Nhỏ bây giờ nó thích rồi đó. Your turn, Max. You got it, Max. Đó, anh bớt sợ rồi đó. Cái mặt nó. Thằng gió nó cười, nó cười cho bọn nó nghiêng ra phía sau đúng không? Nè, anh chia sẻ tụi em để mình coi giá cái người anh sao nè. Thì đây là cái trường nó tên The Hay á. Hay trong tiếng Mỹ á bông là cái cỏ mà con ngựa nó ăn á. Thì horseback nè, là mình riding nè, là mình cởi con ngựa. Sau đây là nhiều lớp nè. Thì á, nó có nhiều lớp đây lắm. Để mình muốn vô đó, cái lớp mà cơ bản đó, thì mình muốn là 800 baht á. Thì em nhớ là mỗi 100 baht á là cỡ $3.
tiền Mỹ. Rồi xong rồi 3 đô la là cỡ cỡ gần 70 ngàn đồng tiền Việt Nam mình. Thì đó là mình muốn cởi cho 30 phút đó. Đây nè, 30 phút nè. Cho nít đó được. Để trải nghiệm á thì nó 800 baht. Không. Rồi xong cái này là mình thêm 200 cho nó riêng tư, mà cái thực tế đó thì nó cũng không có cần cái này, tại vì là liền bây giờ mình đi cái thời điểm nó không có đông người đó, bởi vì tụi nó có người thầy giáo riêng tư hết trơn. Xong ở đây đó là cái này cái 100 baht nè, là cỡ gần 3 đô la đó, là gần cỡ 70 ngàn đồng đó, thì cho thuê cái nón mũ. Rồi xong cái này đó là cho thuê cái đôi giày là 100 baht nè. THB là cái dấu hiệu cho tiền Thái Lan đó, tiền baht đó. Rồi xong bao tay, rồi xong rồi cái cây roi để mình đánh con ngựa đó, để cho nó đi đó. Rồi xong rồi cái đây là cái áo giáp để cho mình bảo vệ lỡ mình té hay là gì đó. Thì đó là nó kêu anh đó là tại vì tụi nó đi lần đầu tiên đi ngựa đi chậm quá đó, thì mình chỉ cần cái nón mũ với lại cái đôi giày thôi. Thì cái đó là 100 với 100 không. Rồi xong rồi nè, hồi nãy anh nói tụi em đó là 1.300 đó, thì mình cộng cái 100 với 100 này là 200, vô cái 1.300 này là hết là 1.500 đó, thì ra hết 45 đô la hay là 1.040.000 đồng. Còn á như mình thì tụi anh thử này trước xong coi tụi nó thích hay là không. Thì tụi nó thích á thì đó, anh lật qua đây á, xong mình vô mấy cái gói của dạy của nó, thì mỗi tiếng đồng hồ á là 1.500 baht phải không. Thì á là mình nè, đây mỗi tiếng đồng hồ đó mình đừng có tính cái đồ mà bảo mật đi, cái đồ mà an ninh đi. Ok, mình chỉ tính cái giờ thuê ngựa với thầy giáo đó, là 1.000. Hey anh tịnh, thì á mình tính cái giờ của ông là 1.300 nè ha. Thì á nó bảo rằng mình muốn mua trước á ông cái gói này đó, thì 5 tiếng đồng hồ đó cho 2 tháng đó, thì mỗi như mỗi tuần tiếng đồng hồ là gì đó, thì đó là nó bớt, nó giảm bớt còn 1.250 baht, là bớt 50 baht đó, là gần gần 50.000 đồng. Ok, thì tiền baht đó tụi em muốn tính cho nó dễ, nó đơn giản đó không, thì là cái số tiền baht bao nhiêu đó em chỉ gắn thêm một số 0 sau lưng đó, đúng không, là như cái này là 50 baht phải không, thì tụi em gắn 3 số 0 sau lưng á thì là nó thành 50.000 đồng đó, thì nó giống tương tự giống như yên chàng vậy. Còn cái này như 6.250 baht không, thì tụi em gắn 3 số 0 sau lưng nữa là 6.200. Còn cái này đó cho 15 tiếng đồng hồ mà học cởi ngựa đó thì 17.700 không, thì tụi em cộng vô 3 số 0 sau lưng là 17.700. Xong cái này là 44.000 cho 40 tiếng đồng hồ. Thì nó giảm, nó bớt được cho mình mua nhiều tiếng đồng hồ chừng nào đó, thì nó dĩ nhiên nó giảm bớt chút xíu chừng nữa. Okay. Thì anh hỏi cái nhỏ Lê Tân đó, thì nó nói rằng là cái 5 tiếng đồng hồ này đó, mình mua 5 tiếng đồng hồ đó để cởi ngựa đó, thì đó là mình phải xài trong vòng 2 tháng, chứ không phải rằng là mình mỗi một tuần mình xài một tiếng đồng hồ hay là gì. Nó nói mình muốn đi trong một tuần đó, xong mình cởi 5 tiếng đồng hồ cũng được, mà trong không, miễn sao mình sử dụng hết trơn cái 5 tiếng đồng hồ này trong vòng 2 tháng thôi, chứ qua khỏi 2 tháng thì nó hết hạn. Okay. Thì của Matem ở đây đó, thì là nó cho thuê mấy cái áo giáp, xong rồi nón mũ, rồi xong rồi giày nữa, thì nó cho thuê đây chứ. How you like Athena? Is it better, Max? Huh? You less scared now? Huh? So you need strong legs to stand up, huh? Yeah. Nó cầm ngồi làm sao cho nó thẳng lưng, xong rồi mình cầm cái dây ngựa làm sao.
Thì ông thầy nó kêu từ thằng con trai bông ngồi thẳng lưng kìa. Rồi sau nó bảo nhỏ gái bông cầm hai cái sợi dây ngựa đó. Không, bây giờ cái bà này không cần cầm ngựa cho nó nữa. Đó, không. Thì nó chỉ nhỏ này, kéo sợi dây này để ngưng con ngựa lại đó, không. Đó, không, nó mới đá cái chân đó cho ngựa nó đi. Không, thì nó dạy mình đó là mấy đứa nhỏ đó điều khiển con ngựa làm sao bằng mấy sợi dây với lại mấy cái chân để đá con ngựa. Thì anh nói đá con ngựa chứ thì dĩ nhiên đó, tụi nó không phải đá con ngựa thiệt nha, tụi em đừng có nghe anh gì xong nói anh chơi ác độc, xong rồi nói là con của anh nó đang đá mấy ngựa này mà teo tua chứ, ok. Nó lấy cái chân nó có cú mà đi ngang này, sao anh chỉ cho tụi em đó để cho tụi em thấy. Thì tụi em để ý đó bông, cái đôi giày của mấy đứa nhỏ đó nó có mấy cái cây sắt nè, không, thì nó khiêu con ngựa bằng cái sắt đó, nó khiêu vô mà nè, không, nó khiêu con ngựa đó, đó. Cái đấy nó giật sợi dây đó bông, ngựa ngưng lại đó, không. Thì cũng mà nói đá bông thì nó không phải thiệt tình, nó khiêu con ngựa mà bằng cái đó đó. À, nó đang kêu dạy quẹo trái à, nó kéo bên tay trái đó thì ngựa quẹo trái đó. Đây là lần đầu tiên tụi nó mà điều khiển con ngựa mà đó, thằng nhỏ nó điều khiển lộn được rồi đó. Không như mình học lái xe vậy đó. Drinking and driving, bro. See Max is like drinking and driving. Không, thì đó, cái ông thầy nó kêu mình phải ngồi thẳng lưng lên đó để cho mình đừng có làm cho ngựa nó sợ hay là gì đó. Đó, không, nó kéo hai sợi dây đó xong ngựa nó ngưng lại đó. So pull on both of them at the same time. Nó kéo hai sợi dây đó, lượt một đó. Xong nó kêu cái cút mà con ngựa nó làm theo ý mình đó không, thì mình dỗ cái dây nó khen đó. Thì cái bà này thì bà không có cầm ngựa nữa, tại vì con gái đó, nó chứng minh nó điều khiển con ngựa được, nó không có sợ. Còn thằng này thì nó đang cầm con ngựa không, tại vì thằng con trai của anh nè, nó chưa chứng minh nữa. What? Okay, hold on, just... Yeah. Thằng con nó đòi uống nước, tại nó... lúc mà nó khát nước nó ưa bị nhức đầu. Thì tụi em để ý không, như nhỏ con gái đó nó không cần cái bà kia cầm ngựa cho nó nữa, mà thằng trai của nó thì nó vẫn cầm, nhờ thầy cầm con ngựa giùm nó đó bông, để nó đừng sợ đó. Thì đó là tụi em phải để ý cố mình dạy con mình đó, cái tốc độ mà nó học hỏi đó nó khác nhau, bởi mình đừng có mà khen đứa này xong mình chê đứa kia rồi, đúng không. Mình chỉ ủng hộ tụi nó, xong mình nói mấy cái lời nói cho nó có cái động lực đó để nó tiếp tục thêm. Chứ mình không có mà chê đứa này xong rồi khen đứa kia đó. Mình làm mình gì đó nó không có mà tụi nó sẽ nghĩ rằng là mình thương một đứa này hơn đứa kia. Không. Đó. You like it, Tina? You like it? Okay. I see you like it. You look like you want water? Okay, hold on. Mày sướng quá ha, mày có anh tỉnh mà chăm nước nữa. Sao mình thấy mấy đứa nhỏ chăm xăng như tao đó hả? Ngựa nó ngứa là mũi, nó ngứa, nó gãi là mũi đó. Hurry up with the water. Now get back to class. Huh? How you feel, Max? You less scared now? Okay, good job. I'm proud of you, buddy. So how do you turn left and right? Okay, and how do you stop it? Okay, thì nó nói rằng anh hỏi thử bông là làm sao cho ngựa nó ngưng á.
thì nó nói rằng là kéo hai sợi dây, còn muốn quẹo phải đó thì kéo sợi dây bên phải, còn muốn quẹo trái thì kéo dây bên trái. Anh Tỉnh học không được, biết sao không? Anh nặng quá, hết 105 kg nó không cho. Ờ, này nó cái mức giới hạn của nó là 85 kg. Không? Thấy anh ham quá hả? Thấy anh ham mà muốn cởi hả? Dễ đâu, khỏi đâu, nói đơn giản hả? Thì cái gì mà miễn có người dạy thì nó dễ thôi. Ê, mình okay, coi mình đi. Hey, stop tailgating your sister. Không, bây giờ đó, nó chứng minh rằng là nó ổn định rồi đó, nó không có sợ hãi nữa đó bông. Thì ông thầy nó tháo sợi dây ngựa ra, xong nó cho là thằng con quanh đó. Thì đây là cái phương pháp đó bông mà nó dạy đó. Thì cái này không phải ở Thái Lan không, mà ở Việt Nam cũng vậy. Thì mình học cởi ngựa ở đâu cũng vậy, ở bên Việt Nam cũng vậy, bên Mỹ hay là bên Thái Lan đó bông. Thì nó sẽ dạy mình trước đó để cho mình đừng có sợ, cũng nó thấy mình hết sợ đó thì từ từ đó nó dạy mình thêm. Bây giờ đó tụi nó tập là cởi cúc mà con người đang đi nhanh hơn chút xíu, xong nó đang tập đứng lên xong ngồi xuống, đứng lên ngồi xuống. Tina, you're having too much fun. Up down, Max, up down. Thì nhỏ gái của nó thì là tụi em cũng thấy đó, bọn nó rất là thích đó. Hey, turn him, Max, turn him. OK, mong rằng là anh làm cái video này giúp tụi em hiểu rằng là cái phương pháp mà anh dạy con của anh đó bông, để cho nó hiểu ngoài đời đó, để nó trải nghiệm ngoài đời giống như làm sao. OK, xong có gì đó anh em mình gặp lại sau trong cái video khác trong tương lai.